Đố Quốc Bùi Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 8 giờ 15 buổi tối thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020. Và hiện tại trên màn hình quý vị đây, hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một bộ Louis chất liệu bằng gỗ chắc ta, chắc đỏ đen cũ tái, được làm theo lối cổ. Và bộ này được đục là Mai Phúc, hàng đỉnh cao luôn thưa quý vị. Và chúng tôi vừa mới sưu tầm được về xong và chúng tôi đang để ở trong kho, để một ít hôm nữa chúng tôi sẽ cho anh em thợ hoàn thiện lại. Và hôm nay chúng tôi cho lên một video clip nhỏ để chia sẻ đến quý vị luôn trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây quý vị thấy là đây là cái đoạn nó đây ạ, được đục mà hai bên là được đục chim và cây mai rất là đẹp luôn, hàng kinh khủng luôn. Và bệ đây này được bệ được đục những cây mai cài chữ thọ đó, chân cực đỉnh cao chúng tôi về được. Và đây mặt đoạn đấy ạ, quý vị có thể thấy là gỗ lành tuyệt đối, toàn gỗ liền một miếng đó. Và khi mà chúng tôi sưu tầm được trong buổi tối ngày nay, chúng tôi vừa mới cho vào kho xong thì tôi cho lên luôn để cho quý vị lóng hổi, cho quý vị xem trước. Thì quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Và đây ở mặt sau đấy cũng được đục bệ, đục mai, đục cả trước lẫn sau luôn, hàng đỉnh cao luôn đó, hàng đỉnh cao quá. Thì một vài nữa chúng tôi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ up lên cái video clip ở ngoài chỗ sáng nhất để cho quý vị cùng xem. Và đây là cái ghế đơn của nó đây, quý vị có thể thấy là gỗ liền một miếng đó, gỗ cực gân và vân đỉnh cao, do chúng tôi vừa mới sưu tầm vừa xong thì chúng tôi rất là sốt ruột và chúng tôi cho lên luôn để chia sẻ đến toàn thể quý vị. Và đây là chân, quý vị có thể thấy đấy ạ, bệ chân được đục mai chim rất là đỉnh cao luôn, và cài những chiếc thọ. Và những chiếc thọ này là gia chủ trước là để muốn là để khảm những cái chữ thọ cũng như là khảm gốc Singapore vào, nhưng mà giờ vẫn chưa khảm. Thì quý vị nào có nhu cầu có thể chúng tôi sẽ khảm vào, một vài nữa chúng tôi sẽ hoàn thiện lại bộ này. Và đây là chiếc ghế tiếp theo đó, ở vách kia được đục rơi, rơi tượng trưng cho chữ phúc cực đỉnh luôn ạ. Và đây dưới bệ hàng gỗ lên men đen rực luôn, men cháy của cái chất gỗ chắc ta đỏ đen. Và đây bệ quý vị thấy là chân đục cong tay rất đẹp đó, kể cả bàn đấy ạ. Đoạn thì có kích thước là 1m68 nhân chiều sâu trong lòng sử dụng là 51 và cao là từ mặt đất lên mặt ghế là 45 đến 46 phân thưa quý vị. Và bàn này thì dài là 1m1 nhân chiều ngang là 55 phân. Và đây là tôi quay cả dạ bàn này, quý vị có thấy đục đẳng cấp ạ, đục siêu đẳng cấp luôn. Và những cái mặt hàng này thì chúng tôi sẽ dành cho những bác khách nào thật cực kỳ kỹ tính, bác nào kỹ tính nhất có thể hướng đến cái bộ này đó. Bộ này là bộ Louis được đục mai phúc đó, mai chim hay là gọi là mai phúc, hàng hiếm có trên thị trường luôn. Và chúng tôi vừa sưu tầm được luôn thì chúng tôi chia sẻ qua để cho quý vị, tại vì nắm bác khách hàng hỏi là đồ của chúng tôi là đồ mới hay đồ cũ, đâm ra chúng trước khi hoàn thiện thì chúng tôi cho lên một chút cái video nhỏ nhỏ để cho quý vị cùng xem cũng như là tham khảo. Và quý vị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua số điện thoại là 083 626 9999 hoặc các số Zalo là 0985 230 858. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.